Chào mừng các bạn đến với khóa học kế toán công ty chế biến gỗ tại Trung tâm Đào tạo Kế toán Việt Hưng. Chế biến gỗ là các sản phẩm đồ gỗ, nội thất, mỹ nghệ và phục vụ xây dựng, là nhóm những sản phẩm tiêu thụ mạnh, tạo động lực rất lớn cho các doanh nghiệp chế biến gỗ phát triển trong nước cũng như đáp ứng được chế biến xuất khẩu. Vậy cần phải lập tiêu thức, xây dựng định mức nguyên vật liệu cho từng sản phẩm gỗ, quy trình tính giá thành hạch toán ra sao? Hãy cùng Kế toán Việt Hưng tìm hiểu sâu hơn các nội dung trong khóa học kế toán chế biến sản xuất gỗ ngay sau đây. Các nội dung chính trong khóa học sẽ được chia theo 3 phần. Phần 1 hướng dẫn cho các bạn về việc cập nhật số dư chi tiết của đầu năm, phân tích mối quan hệ giữa báo cáo chi tiết đầu kỳ so với báo cáo tài chính của năm trước chuyển sang. Nội dung phần 2, trước khi đi vào hạch toán các phát sinh trong năm tài chính, các bạn sẽ được tìm hiểu phân biệt các loại gỗ và mục đích sử dụng của từng loại gỗ, hướng dẫn thực hiện việc lập tiêu thức xây dựng, định mức nguyên vật liệu, lập báo cáo định mức lưu giữ nội bộ trong công ty chế biến gỗ, phân loại các hóa đơn chứng từ, định hướng được các hóa đơn hợp lý và không hợp lý đối với hóa đơn mua hàng hóa nguyên vật liệu, hướng dẫn hạch toán đối với hóa đơn mua công cụ tài sản cố định, phản ánh đúng vào các chi phí của từng mảng, xử lý các trường hợp phát sinh thực tế trong doanh nghiệp, hướng khắc phục và đúc kết những kinh nghiệm sau những sai sót, tính lương trích các khoản bảo hiểm và các hồ sơ chứng từ đi kèm liên quan đến nhân công, xử lý chênh lệch nhầm lẫn giữa các chi phí và doanh thu với nhau, lập báo cáo kiểm tra lại các chi phí đã thực hiện và cân đối lại các chi phí trước khi tính giá thành, lên báo cáo và lập các tờ khai phải nộp, bao gồm nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập tạm tính phải nộp hàng tháng, hàng quý. Và cuối cùng là kiểm tra lại các số liệu, xác định lợi nhuận của doanh nghiệp cũng như cân đối lại các chỉ tiêu, điều chỉnh trước khi lên báo cáo tài chính, hướng dẫn thực hiện việc in sổ sách kế toán cũng như kinh nghiệm thực tế trong doanh nghiệp chế biến gỗ là các nội dung chính khi các bạn tham gia vào khóa học của Trung tâm Kế toán Việt Hưng. Trong giáo trình của kế toán, các bạn sẽ được lựa chọn các hình thức học phù hợp, bao gồm hình thức tự học, học lớp online và hình thức một giáo viên kèm một học viên. Và đặc biệt là toàn bộ các hóa đơn chứng từ các bạn sẽ được học trên giáo trình online. Nhấn xem giáo trình và chuyển sang trang web ketoanviethung.com. Đây là toàn bộ các nội dung trong khóa học giáo trình online. Sẽ được chia theo từng phần, từ việc khai báo các dữ liệu đầu kỳ, hạch toán các hóa đơn chứng từ phát sinh, cho đến khi lên báo cáo tài chính. Để xem được các nội dung chính trong từng phần, các bạn sẽ nhấn chọn xem nội dung. Mỗi một hóa đơn chứng từ sẽ là các video hướng dẫn chi tiết từng nghiệp vụ và cách hạch toán trên phần mềm. Ngoài ra, các bạn sẽ được lựa chọn học trên chính chứng từ tại đơn vị mà các bạn đang làm việc. Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn ngay từ hôm nay. Đăng ký nhận tư vấn lộ trình khóa học bằng cách liên hệ đến các số hotline của Trung tâm 0988 680 223 để được tư vấn và hỗ trợ ngay hôm nay.